Dạo gần đây mình rất là xiên cho hai bé nhà mình đi học bơi á Bởi vì xung quanh mình có quá nhiều chuyện đau lòng Đã và đang xảy ra hàng ngày Và rõ ràng nhất là cách đây vài ngày Câu chuyện của hai chị em ruột bị đuối nước Ở một cái hồ bơi tại Hải Lâm Đã khiến cho mình rất là đau đáu Và rất là đau lòng bởi vì mình cũng có hai con nhỏ Bản thân của mình thì bơi rất là giỏi Các bạn biết lý do tại sao không? Tại vì ngày xưa á, chị gái của mình cũng đã từng bị đuối nước Năm à. đó chị gái của mình cũng gần 8 tuổi rồi Đuối nước và qua đời Người đó chính là người chị hai lớn nhất trong gia đình của mình á Mình gọi là chị hai Cho nên là hơn ai hết mình hiểu được nỗi đau của một người mẹ mất con thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được ngày chị hai của mình mất á. Mẹ mình đau buồn khóc đến trầm cảm suốt một thời gian dài. Mẹ khóc muốn mù mắt luôn. Và cứ mỗi lần xem lại hình ảnh của chị hai mình á là mẹ mình khóc đến phát điên phát dại. Nhưng mà may mắn một điều là khi đó chưa có điện thoại, chưa có công nghệ, chưa có mạng xã hội. Dù có đau buồn, dù có tan nát con tim nhưng mà mẹ mình vẫn luôn nhận được những lời động viên từ gia đình chứ không hề nhận lấy những lời chỉ trích, kích động phán xét của dân cư mạng giống như hiện nay. Cho nên mình nghĩ á, tất cả những chuyện đau lòng xảy ra đối với con trẻ thì ba mẹ chính là những người đau lòng nhất và họ chính là những người không hề mong muốn sự việc đó xảy ra cho nên là mỗi lần mà mình xem qua những cái tai nạn hay là những cái biến cố gì đó trong cuộc sống của họ mình chưa bao giờ nghĩ là bản thân phải thốt ra lời oán trách họ cả. cũng không bao giờ trong đầu mình đặt ra câu hỏi là tại sao tại sao họ lại làm như vậy hay là tại sao họ lại để con như vậy mình nghĩ lúc này là lúc họ cần đồng cảm và cần chia sẻ nhiều nhất bởi vì mình biết những bậc làm cha làm mẹ sẽ rất là đau lòng chuyện xua rủi xảy ra đâu có ai mong muốn đâu đúng không mấy bà và mình rất là sợ nha mình sợ là trong lúc mà rất là đau khổ rồi mà gian cư mạng cứ tấn công họ bằng những cái lời chỉ trích nặng nề như vậy sợ có khi họ là túng quẳng quá họ suy nghĩ dại dột nữa thì sao đúng không sau khi cho hai bé đi tập học bơi cả một buổi sáng rồi á thì mình cũng về nhà ghé xuống giường á tìm hái đầy một rổ rau lên để tôi quay múc ban á tôi có một cái kênh múc ban cũng đang lên xu hướng trộm ví gì lắm luôn á mấy bà mặc dù là mới lập chưa được một tháng nữa kênh múc ban của tôi á là tên ăn ngon cùng tiên mấy bà rảnh qua đó ủng hộ tôi nha ngày nào tôi cũng ra video clip ăn uống mới hết trơn á mấy bà coi không có bị nhàm chán đau yên Vườn rau nhà tôi tự trồng không phân không thuốc rau sạch tôi ăn cũng rất là tự tin, tôi trồng đủ hết tất cả các loại rau luôn. Nói chung là những cái rau nào mà tôi thích ăn là tôi trồng đầy một khu vườn luôn mấy bà. Cần ăn cái gì hay muốn ăn cái gì xuống vườn hái một cái là có liền, không có sợ thiếu gì hết trơn á. Mấy bà mà bấm theo dõi cái kênh mút ban của tôi á là mấy mốt á mấy bà vui vẻ mỗi ngày luôn á. Ngày nào tôi cũng xuống cái vườn tôi thu hoạch rau củ quả. Sau đó thì tôi quay mút ban, tôi gửi đến mấy bà cho mấy bà coi được nè. được mở ra rồi. Bây giờ tôi lên tôi làm món để tôi quay clip đây. Buổi trưa rảnh rỗi á, ông chồng tôi ổng kéo gia đình xuống đầy đủ hết trên các thành viên. Sau đó là sẽ vẽ hai bức tranh, một bức tranh á, là được vẽ từ bàn tay của tất cả các thành viên trong gia đình và một bức tranh còn lại á sẽ được vẽ từ cái bàn chân của tất cả các thành viên trong gia đình. Tôi gọi vui á đây là bức tranh được vẽ từ màu hạnh phúc và đó cũng chính là một cái sự trải nghiệm rất là thú vị luôn đó mấy bạn. Bởi vậy á, chỉ những ai mà đã có con cái rồi á mới hiểu được là khi mà mình có con rồi á tất cả những cái việc gì mình làm tất cả những cái gì mà mình vui vẻ mình hướng đến đều dành cho con cái hết. Á. Giống như là kiểu bây giờ đi đâu chơi á là đều suy nghĩ coi tìm những cái khu nào mà có khu vui chơi thiếu nhi những cái nơi nào mà hai con của mình yêu thích thì vợ chồng mình mới đi chứ không có khi nào mà mình đi đến những cái chỗ mà thú vui riêng của cả vợ chồng mình hết mấy bà có công nhận với tôi một điều là như vậy hay không nhìn cái bàn chân của bà âu uống nụ uống nút không có bị lỡ miếng nào hết trơn là biết cái số bà này sung sướng rồi còn anh hai á hả cái bàn chân lỡ một lỗ luôn tôi nghe ông bà xưa nói á bàn chân mà lỡ như vậy là lớn lên sẽ khổ hết. sau gần hai chục phút quằn quại thì á hai bức tranh của gia đình của tôi cũng đã hoàn thiện rồi nè nhìn cũng ổn ha cả nhà buổi trưa vẽ xong mọi người đi ngủ trưa hết trơn anh hai vẫn còn say sưa chưa có chịu bỏ cuộc ảnh nói là con muốn vẽ tặng riêng cho mẹ một bức tranh và thế là anh ta đi xuống vườn đứng vẽ 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 cả buổi trời đang quay phim ảnh thì vô tình lướt qua quay được một cái cô này hình như là cô đang đi nhặt ve chai á buổi trưa á, ở những cái võng và những cái xích đu nhà tiên làm á rất là ý nghĩa nha trưa nào cũng có rất là nhiều cô chú ghé vào đây và nằm nghỉ ngơi ngủ trưa một giấc để lấy tinh thần nhất là những cái anh shipper đi giao hàng á trưa nào cũng ghé qua giẫm này nằm ngủ hết trơn á. gia đình tiên có để thêm một cái thùng nước trà đá miễn phí mỗi ngày luôn cho các cô chú ghé uống giải khát buổi trưa nắng cuối cùng thì bức tranh của anh hai hó cũng đã hoàn thiện rồi nè cũng ổn ha mặc dù là trước giờ ảnh không có đi học vẽ luôn đó mấy bà cái này là anh chỉ vẽ theo bản năng ngẫu hứng lý qua cầu thôi đó nhưng mà cảm thấy rất là ok ha cái vườn rau dạo này trời mưa mũi quá trời mũi ảnh bị mũi cắn quá ảnh chạy lên nhà rồi tôi mới mua mấy con cá ly thiên ngày mai thả vô chạy. để nó diệt lăng quăng không có còn mũi dưới giường nữa vừa chạy vừa gái nhìn thấy thương dễ sợ luôn á video quá già rồi hẹn mấy bà video sau nha